Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Mitsubishi Spander Cross 2020 ra mắt tại Philippines sẽ sớm cập bến Việt Nam. Mitsubishi Spander Cross 2020 chính thức được bán ra tại thị trường Philippines với giá khoảng 555 triệu đồng. Thị trường ô tô Philippines ngày càng trở nên sôi động hơn khi các thương hiệu dần ra mắt các phiên bản cao cấp hơn của những dòng xe phổ biến. Phân khúc MPV cũng không nằm ngoài cuộc chơi Mitsubishi Moto Philippines Corporation Mới đây đã ra mắt Xpander Cross mới Nhằm tăng sức cạnh tranh đối với các đối thủ Về tổng thể ngoại thất Mitsubishi Xpander Cross 2020 Sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shell Đặc biệt của hãng Ngoài ra thiết kế chiều ngang của xe không quá rộng Nhưng gầm xe cao hơn so với nhiều đối thủ Từ cái nhìn thoáng qua đầu tiên Mitsubishi Xpander Cross 2020 Đã cho cảm giác cân bằng Giữa hiệu suất và sức mạnh Là một mẫu MPV thực sự rất hấp dẫn. Xpander Cross 2020 có một số chi tiết mới như đèn pha và đèn sương mù dạng LED, phần ốp màu bạc phía trước, giá đỡ nóc xe và mâm hợp kim 17 in thiết kế mới. Về nội thất, mẫu xe mới cũng có một số tinh chỉnh cho cảm giác khoa học và sang trọng hơn với tông màu tối, ghế ngồi bọc da hai tông màu, màn hình giải trí 7 in đặt ở giữa bảng táp lô và các ngăn đựng đồ được sắp xếp hợp lý. Bên cạnh đó, xe còn có ổ cắm điện thuận tiện cho người dùng ở cả ba hàng ghế Ghế ngồi trên Xpander Cross 2020 khá linh hoạt. Cả hàng ghế thứ hai và thứ ba đều có thể gặp lại để gia tăng không gian để đồ cho khoang hành lý. Dưới nắp capo là khối động cơ Mivec DOHC 1 lít rưỡi cho công suất tối đa 104 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm kết hợp cùng hộp số AT 4 cấp. Đặc biệt, mẫu MPV 7 chỗ còn được gia tăng khoảng sáng gầm xe lên 225 mm và hệ thống treo được tinh chỉnh đặc biệt cho cảm giác lái tốt hơn khi di chuyển trên các cung đường khó. Mitsubishi Spander Cross 2020 có sẵn 4 màu là Graphite Grey Metallic, Wiper Sterling Silver Metallic và Sunrise Orange Metallic. Giá bán lẻ của xe tại Philippines là 1 triệu 225 nghìn peso Philippines, tương đương khoảng 555 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, sau khi hình ảnh Mitsubishi Spander Cross tại cảng Việt Nam được lan truyền trên mạng thì ngày mùng 9 tháng 3 chiếc xe này đã bị bắt gặp chạy thử tại Hà Nội. Như vậy có thể khẳng định rằng mẫu xe mới của Mitsubishi sẽ sớm được giới thiệu và ra mắt người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian sắp tới đây. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.